được sự đồng thuận nhất trí của hai gia đình trong buổi lễ trang trọng hôm nay. Sự hiện diện của quý vị khán giả là niềm vinh dự, hạnh phúc. Chúng tôi tiến hành tổ chức lễ cưới cho con trai út tôi là Nguyễn Phong Phú, sánh duyên cùng Phạm Huỳnh Thanh Xuân. Ngày vui sức giá của con, chúc con và chú 100 năm hạnh phúc. Quen nhau được 10 năm và đi đến cái bước đường hôn nhân qua bao nhiêu chuyện, anh cảm thấy là anh không thể nào thiếu em được. Những lúc anh khó khăn, yếu đuối nhất, em luôn bên cạnh động viên, chăm sóc anh. Cảm ơn em. Vợ anh. Cảm ơn ba mẹ vợ đã tạo mọi điều kiện cho con với lại vợ con được ở bên nhau, quen nhau và tìm hiểu nhau suốt thời gian dài vậy. Lúc nào gia đình mình cũng là cái nơi mà tụi con muốn về nhất, nơi chăm sóc tụi con tốt nhất.